thấy tình trạng đi lại của bà con khó khăn ghê không? Bữa nay là em thấy là lên trễ rồi, giờ này là 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ mà giờ 6 giờ 2 tiếng mà thấy còn tấm nước đó. Dạ, còn nước quá nhiều luôn. Cái bị đổ ướt kìa con. Bị đổ ướt kìa, bị đổ ướt kìa. Ơi, nước lên không hay hả? Ồ, nước lên quá trời không hay luôn. Được không? Được không? Có cái lỗ hả bà hai? Dạ. Dạ dạ dạ. Chỗ đây có cái lỗ ha. Đụng là cô chú ơi, té rồi. Bắt ra. Đây là con lên đây nè. Đi. Lên đi. Ờ, con nghiệp nhỏ không? Thôi, cái ổ điện nè. Cái tủ rồi, tủ ngập luôn rồi cô chú ơi. Đập ra. Nó nguy hiểm ghê không? Sớm giờ không thấy cô chú ở đây ta. Xe mà chạy chậm chậm ở khu vực này đỡ nha. Chạy nhanh là kiểu như là lúc hết trơn luôn á. Thì chủ đó là lây kim luôn rồi. Ờ, thấy gầu quá hả cô, gì đâu mà tháng nào cũng có gì trơn, cực khổ bà con ghê luôn á. Dạ. Rồi buôn bán nữa. Dạ, nhà buôn bán còn dạ. Giờ này là 5 giờ 11 phút thứ năm 11 tháng 4 năm 2024 nha. Hiện tại thì Cao Tông Máy Lóc đã có mặt tại khu vực tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là ngã ba Trung Lương. Hiện tại thì khu vực này cũng đang ngập lụt trở lại. Sau khoảng tầm một tháng thì chiều cường lại tiếp tục ngập lụt nha. Bữa nay thì Cao Tông Máy Lóc sẽ cập nhật lại tình hình ở khu vực Trung Lương cũng như là một số hộ dân bị ảnh hưởng đợt chiều cường này nha. Không biết là đợt chiều cường này thì bà con ứng phó như thế nào? Trong cái đợt ngập lụt vừa rồi á, thì bà con xây những cái bức tường lên để ngăn những cái dòng nước, tránh ảnh hưởng vào khu vực nhà. Không biết là đợt này thì bà con ứng phó như thế nào nha. Rồi bây giờ thì Cao Tông Máy Lóc sẽ cập nhật, đầu tiên sẽ cập nhật khu vực quốc lộ. Rồi sau đó thì sẽ vào những cái khu vực nhà người dân, những cái điểm ngập sâu để xem là tình hình hiện tại như thế nào nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lay gai theo cái khu vực quốc lộ nha. Ở đây thì mình thấy có mấy cái nhà dân giờ này cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều kìa. Phía trước thì những cái dòng xe vẫn đổ về khu vực hướng thành phố Hồ Chí Minh. Đi qua khu vực này thì phải nói là rất là khó khăn nha, trong những cái giờ mà thủy triều dâng. Đặc biệt là trong gần buổi sáng á, buổi khoảng tầm 6 giờ ngoài á, thì lượng xe lưu lượng xe của bà con đi làm á rất là đông. Nên là qua khu vực này thì sẽ rất là ảnh hưởng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lấy gai nha, cập nhật tình hình khu vực ngày trước. Giờ này thì thủy triều mới nhóm lên khoảng tầm 30 phút thôi, nhưng mà cái lượng nước cũng lên rất là nhanh nha. Đó, giờ này thì mình bắt đầu là lên là khoảng tầm một tấc á. Nãy giờ mình đứng đợi là khoảng tầm chưa đầy 30 phút nha. Là nước ở quốc lộ đã ngập khoảng tầm hơn một tấc, chỗ cạn nhất rồi đó. Và đặc biệt nhất á, là vẫn là khu vực dòng xây. Một cái điều mà mình thấy cũng khá đặc biệt trong năm nay á, một nơi á thì hạn hán kéo dài, nguồn nước ngọt của bà con á rất là khan hiếm luôn, đặc biệt là khu vực Tiền Giang, Gò Công và khu vực Long An cũng vậy, Bến Tre, rất là nhiều địa điểm mà hiện tại thì đang thiếu nước trầm trọng. Nhưng mà đặc biệt thì khu vực Tiền Giang lại có tình trạng là thủy triều dâng, nước ngập ảnh hưởng tới bà con rất là nhiều. Khi mà nước ngập lên thì cô chú anh chị có thể thấy là rác thải rất là nhiều luôn. Giờ này là nước bắt đầu dâng lên rồi đó, dâng lên nhiều rồi đó cô chú anh chị.
bà con ở đây ứng phó bằng cách là chặn những cái bao cát để nói chung là hạn chế gác thôi, còn mà nước thì vẫn vào nha. Đó. Bây giờ đang trên quốc lộ mà như là không biết gì. Nên nè, cô này thì chặn những cái bao cát á. Mình nghĩ là chỉ hạn chế được gác thôi, còn mà nước thì vẫn chảy vào nha. Bên trong thấy nó tràn vô trong nhà quá trình ta biết là ta chặn rồi đó. Đúng rồi. Nó không phải chảy từ cái khu vực quốc lộ mà có thể là những cái cống ở phía sau á. Đợt này thấy nước nhiều hơn được rồi không hả cô? Đợt này nước nhiều hơn được rồi không? Cũng chưa biết hả? Dạ. Này là mình tắm được cho nước tràn không hả chị? Không phải, mà nước xe chạy qua nó hết lên đó. Dạ. Em sợ là sợ mấy cái xe lớn đó, nó chạy nhanh quá đó, nó sẽ tràn nước vào luôn. Thấy giờ này lên nhiều đó nghe. Đang lên quá trời luôn. Đúng rồi, dưới cái này bắt đầu nhiều rồi đó. Hôm qua là lên sớm không mấy cô? Qua 4 giờ lên, 2, 5 giờ nó lên. Dạ. Ngày nó trễ lên tiếng một. Dạ, xây ha, xây chiều ha. Dạ. Tháng rồi là nước nhiều không hả cô? Thủy chiều dâng lên cao không? Con chỉ có một ngày cao mà. Một ngày cao mà một ngày dạ. Ờ, thấy gầu quá hả cô? Gì đâu mà tháng nào cũng có gì trơn, cực khổ bà con ghê luôn á. Dạ. Rồi buôn bán nữa. Dạ. Mấy giờ này là thường thường là khách cũng đông á. Mà giờ này phải chịu nước nên là bà con đi lại khó khăn lắm. Mua bán cũng chậm. Đây cái đường này thì nói chung là chỉ hạn chế chặn gác được thôi chứ nước thì ở khu vực cống nó cũng vẫn lên à. Quay đây nè, mặt nước cao thấp nè. Cái này là khoảng nãy giờ lên quá mau luôn nè con ơi. Đúng rồi, lên nhanh lắm, nước lên. Đó, xe lớn nè, cô chú anh chị ơi, có là nó những cái dòng xe lớn nó chạy nè. Chạy vô là những cái xe lớn á chạy á. Đó. Xe này chạy chậm á nhiều chứ xe là chạy nhanh á. Đó. Đó đây. Không đánh này nước sẽ tràn vô. Đây là khu vực quốc lộ nha, mà mình cứ ngỡ là giống như là ở trong cái con kênh vậy đó. Trong những cái ngày mà Tết á, khoảng tầm mùng 1, mùng 2 cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều nha. Coi Tùng Vlog cũng có cập nhật cái đợt Tết á, là thủy triều lên rất là cao, nhiều bà con là không ăn Tết luôn, phải chống chọi với mấy cái đợt nước ngập á. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ, chúc cô bán đắt hàng nha. Dạ dạ. Đây, ông định là đi ở phía trước à, giờ này là ngập khoảng tầm 3 tấc rồi đó. Cái lượng nước lên phải nói là rất là nhanh nha. Hồi sớm mình đứng đây khoảng tầm chưa đầy 10 phút mà nước lên khoảng tầm thêm 1 tấc nước nữa đó. Sau khi ngập nước thì rất là đông bà con ở khu vực này phải đi di chuyển xe là phải di chuyển sát khu vực con lương nha, chứ nếu mình di chuyển ở khu vực ở đây là có thể là ngập cái lốc máy á. Đi đây từng cặp hố nha. Đây là những cái ngoài sông nó chảy vô nè, rất là nhanh luôn. Kèm theo đó là những cái gác thải á. Nè, ngoài sông chảy vô nè, rất là mạnh luôn cô chú anh chị. Giờ này là bắt đầu chảy vô mạnh rồi đó. Nước cao thấp rất là nhiều rồi. Bình thường là mấy cái thềm này là ngập luôn á. Ủa ở đây mình đi thấy xịn xịn đó ta, xịn ở dưới chân á, nhiều quá.
giờ này chưa đỉnh điểm á, nếu mà đỉnh điểm là những cái hộ dân ở đây là nước ngập lên trên nhà luôn nha. Mấy cái đợt nhiều á, mấy đợt Tết á là nước ngập lên cao vậy đó. Ở đây sao có ai nằm võng ở đây đợi gì ta? Ô, bị đổ ướt luôn kìa. Chú ơi, bị đổ ướt chú ơi. Coi. Cái bị đổ ướt kìa con. Bị đổ ướt kìa, bị đổ ướt kìa. Trời ơi, nước lên không hay hả? Ủa, nước lên quá trời không hay luôn. Nằm ngủ quên không hay luôn quý vị, nước ướt bị đồ luôn. Lên quá nhanh này đó. Coi có ướt đồ không à? Chị trời ơi ngủ mà quên luôn. Chung là nước lên rất là nhanh nên là nhiều khi bà con nằm ở đây đợi xe á quên luôn á. Cái lần này gió ta đánh dấu nước ngập nè, phải không? Còn nghe nè, không biết nữa. Đợt trước là ngập tới nè, sâu lắm. Đợt trước là ngập lên nè, ở đây mới chính xác nè Hồng Địch. Dòng trên này không dòng túc trên đó đó. Ờ, nó 4-5 tắc, nếu mà đợt thủy triều mà cao nhất á là lên khoảng 4 tắc nữa. Đây khu vực này là rất là sâu nha. Giờ này là bắt đầu nước dâng cao rồi đó cô chú anh chị. Đây ngay khu xăng này là nước ngập rất là sâu nha. Nói chung khi mà nước ngập như thế này thì tình trạng xe mà lưu thông qua khu vực này là ảnh hưởng rất là nhiều. Cô chú anh chị mà có đi qua khu vực kho xăng này thì nên di chuyển sát vào khu vực con lương nha. Đừng có di chuyển sâu ở trong cái đường lộ thì nước sẽ sâu hơn. Nó bên phía bên lộ là mấy cái quán cơm á. Cô chú anh chị bên kia là chia sẻ là buổi sáng này là thường là bán rất là đông, nhưng mà do ảnh hưởng của thủy triều những cái ngày này thì lượng khách, lưu lượng khách á, nói chung là hạn chế ghé vào quá là nhiều, tại vì nó ngập sâu quá đi. Phải đợi tới khoảng buổi sáng á, bán mới được. Còn như giờ này là phải đứng đợi luôn á, đợi cho nước rút á mới có thể là di chuyển dễ dàng hơn thì bà con người ta sẽ ghé. Còn giờ này là khách vắng lắm. Đây nè. Chỗ cô xăng này là rất là sâu nha. Ở đây như có cái hố vậy, bà con người ta gào lại luôn. Xe cộ di chuyển qua khu vực này là khó khăn dữ dằn luôn. Cô Tùng Vlog cũng quay rất là nhiều cái đợt ngập lụt ở khu vực Tiền Giang này rồi. Nhiều khi giờ đỉnh điểm á là những cái xe lưu thông ở khu vực này là dễ bị chết máy dữ dằn luôn. Đợt này như mình thấy nước cũng khá là nhiều nha. Ở trong đây là khu vực chắc hàng của những cái xe vận tải nè. Nó lên láng chân không? Xe lưu thông qua lại là khó khăn dữ dằn luôn. Nói giờ này thì những chiếc xe chạy mà vượt vào trong khu vực này là nước nè ngập hơn nửa bánh xe luôn. Đó, rất là sâu nè. Trời ơi, sao mà lúc đó như chạy lên nhà hay vậy? Rồi lúc máy luôn rồi kìa. Khoảng tầm nếu mà thủy triều này thì mình nghĩ là khoảng tầm 6 giờ là đỉnh điểm nha. Giờ này bắt đầu là nước nhiều rồi đó. 6 giờ là nước lên dữ dằn luôn. Bắt đầu là khu vực gần con lương đã có nước ngập rồi đó. Chứng tỏ là ở ngoài này là nước bắt đầu là nhiều lên.
những xe tải lớn này nếu mà chạy lưu thông qua khu vực này mà chạy chậm thì đỡ nha, còn mà chạy nhanh là nước sẽ tràn vào nhà của khu vực người dân á, làm ảnh hưởng tới nhà người dân ở trong đây rất là nhiều luôn. Còn buổi sáng này thấy bà con buôn bán rất là khó khăn nha. Đây bà con người ta phải để những cái miếng bạc chặn lại khu vực đường ở phía ngoài nè. Hồi giờ này nước đỉnh điểm luôn à. Nước lên quá nhanh luôn, khoảng tầm hơn 20 phút thôi mà nước mình thấy là lên khoảng tầm 4 tấc nước rồi đó. Đây chỗ sâu nhất nè, cái này rất là sâu nè. Chỗ này nhà bà con buôn bán nè, bởi vì nó khó khăn dữ dằn luôn, ngập lúc hết trơn ha. Nói chung là đợt thủy chiều nào lên á thì khu vực này cũng buôn bán phải nói là rất là khó khăn nha. Nhanh đi ghê, nhanh luôn. Đây nè, giờ này là mình quay cho cô chú chị xem nè, tầm gần 4 tấc nước rồi đó. Nhanh ghê, nhanh không? 4 tấc rồi đó. Khoảng tầm 20 phút qua gần 4 tấc nước rồi đó. Quá nhanh luôn à. Cái khu vực buôn bán ở đây là chị chủ đó là lấy kim luôn rồi. Đây là thường bán bánh bao với đá mía á. Trời ơi, giờ này mấy chiếc xe là ngập sâu quá sâu luôn rồi nè. Mình thấy là cái khu vực mà nguy hiểm nhất vẫn là cái khu vực mà nối hai đầu con lương. Khu vực này là khi mà nước mà nhiều quá thì cái lượng nước ở bên khu vực bên đây sẽ dồn qua bên kia, và những cái xe di chuyển qua khu vực này là dễ bị ngã lắm. Nếu mà ai mà chạy yếu yếu là dễ bị ngã dữ dằn luôn. Rồi lúc trước Cao Tùng Lốc cũng có quay mấy đợt là xe ngã là thường thường khúc này nè. Nên là cô chú anh chị nào mà có chạy qua khu vực này thì cố gắng là chạy thiệt là chậm nha. Đó, tuy là nước không có sâu nhưng mà do cái dòng chảy hai bên đó, bên đây nó đổ qua bên kia rất là nhiều luôn. Cái lượng nước ở bên khu vực ở ngoài sông á đổ vào nhiều á, nên là ảnh hưởng rất là nhiều tới bà con khu vực này. Đây nè, mấy chiếc xe này du lịch nè. Bơi được luôn á. Cái đợt thủy triều này dâng lên mình thấy là nước nhiều nha, không có thua gì đợt rồi á, không bằng đợt Tết thôi chứ hơn đợt rồi luôn. Đợt tháng 2 vừa rồi á, qua tới tháng này là tháng 3 âm lịch rồi. Ồ, xe của em gái kìa chạy là đó, lúc hơn nửa bánh xe luôn. Giờ này nước bắt đầu cũng gần đỉnh điểm rồi nè cô chú anh chị ơi. Lên quá nhiều luôn rồi. Không biết là đợt thủy triều này nếu mà đỉnh điểm thì hơn đợt rồi nhiều hay không nha. Chứ mình thấy đợt này là ngập rất là sâu rồi đó.
sâu nhất vẫn là khu vực ngay cái cột mốc km 0 á, khu vực Tân An này, ở Bạch Trùng Lương. Xe mà chạy chậm chậm ở khu vực này đỡ nha, chạy nhanh là kiểu như là lúc hết trơn luôn á. Đường này vậy dễ bị chết máy lắm. Chỗ này là xe di lưu không mà lại khó nhất luôn, nguy hiểm lắm. Xe tải mà chạy chậm chậm như thế này thì đỡ nha, nhiều chiếc xe mà chạy nhanh á nguy hiểm cực kỳ. Rồi, ở đây có cái thùng của ai trôi nè. Rồi mình nhặt vào để không khỏi trôi ra mày xong nữa, chúng xe và con ta nữa. Này chắc mình nghĩ là mấy cái thùng rác à, giờ biết bỏ đâu luôn. Máng máng gần gần cái khu vực trong này quá. Ở đây là hình như là khu vực công trình đang xây dựng nè, cũng ngập phía trong rồi, lúc hết trơn luôn. Đây là rất là sâu nè. Đây mà ngập rồi là tội nghiệp bà con ở đây lắm. Xe cộ đi lại khó khăn nè, rồi buôn bán thì ế ẩm, tại vì ngập nước như thế này thì nói chung là mình buôn bán không có được. Bà con người ta ghé vào á khó khăn lắm, nên là người ta có thể là đi di chuyển qua khu vực này luôn, đến khu vực khác để ăn uống. Chứ nếu mà ghé vào chỗ này thì có thể là bị ngập xe á, nên là buôn bán bà con ở đây là nói chung là bó tay luôn á. Nó khu vực này là mình cũng cảnh báo bà con cô bác rất là nhiều lần nè. Chỗ đây nếu mà mình đi không kỹ ẩu ẩu là sẽ bị ngã xe nha. Tuy là nước không có sâu thiệt, nhưng mà cái khu vực này là rất là nguy hiểm. Tại vì con Tùng Máy Lốc đã quay rất là nhiều lần ở khu vực này. Những cái xe mà chạy yếu yếu là bị ngã xuống luôn á, nguy hiểm lắm. Nhìn cái hình ảnh này thì mình cứ ngỡ là không phải là khu vực quốc lộ, mình cứ nghĩ là khu vực ở dưới ở trong quê á, trong những cái nông thôn mà ngập nước, không có ai nghĩ là quốc lộ lại ngập sâu như vậy, ảnh hưởng tới bà con rất là nhiều luôn. Nó thấy tình trạng đi lại của bà con khó khăn ghê không? Đây mà mấy xe tải chạy nhanh nhanh là sống nè. Đó của chúng chị nè. Đây cái cột mốc km 0 này nè. Ồ, bên kia có mấy chiếc xe bà con người ta chạy đứng máy luôn kìa, khói lên ngun ngút luôn. Do khi mà chạy ngang á, ngay cái lúc mà xe lớn chạy á là rất là nguy hiểm nha.
cái đợt này thì nó tới cái mốc chỗ số 20 km nè, chứ mấy cái đợt Tết là ngập lên chữ Tân An luôn, lúc lên luôn á. Xe cộ lưu thông qua khu vực này là rất là khó khăn. Đây thường thường là ngập tới cái khu vực dòng xây này là bớt lại nè, ở trên kia đỡ nha. Đây là một cái địa điểm mà phải nói là trung tâm ngập lụt luôn. Buổi sáng này là bà con là buôn bán là coi như là ngưng luôn đó, đâu có buôn bán được đâu. Rồi bữa nay cô chú đâu mất tiêu luôn rồi, mình không gặp ta. Mà bữa là gặp cô chú ngồi ở đây canh. À, những chiếc xe taxi, những cái xe tải là vòng quanh khu vực này là phải đậu lại, ngừng lại luôn rồi nè. Nó nguyên khu vực này là ngập rất là sâu nha. Dạ. Cái gì? Cuốn nó đi. Ôi ghê vậy. Chuột là cô chú ơi, té rồi. Bắt ra. Đây là con lên đây nè. Nhìn đi. Lên đi. Con nghiệp nhỏ không? Lên đi con. Chừng té nhớ. Gọi đi. Hên quá. Không phát hiện kịp là chú chuột này là lên đường rồi. Lên đường luôn rồi. Mô Đà Phật có duyên ngay chú chuột. Mình cũng đi sớm ấy anh. Đúng rồi. Sớm cũng nhờ cứu được chú chuột nè. Chứ lâu xíu nữa lên đường rồi. Đi đâu có tiêu luôn hả? Nói chung là gặp những con vật đó thì cứu đi. Sóng đánh nhiều quá là cái ổ điện nữa kìa, nguy hiểm quá ta ơi. Không biết là ơi cái ổ điện nè. Cái tủ ngập luôn rồi cô chú ơi. Sóng ta. Nó nguy hiểm ghê không? Sớm giờ không thấy cô chú ở đây ta. Trời ơi bà hai kia đi lao bộ rồi, thấy thương không? Nói chung là ngập lụt và ảnh hưởng tới bà con ở đây rất là nhiều quá. Thương cho bà con cô bác ở đây ghê luôn. Thủy chiều. Khu vực chính giữa này không. Chiếc taxi đó là đậu ở trên cái vỉa hè đó. Còn ở dưới đây là lúc luôn nè. Bà hai kia lo bộ quỷ thương không? Rồi bà hai kia bà lo bộ kìa. Biết là lo bộ đi đâu. Đây ngay khu vực nhà hàng cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều nha. Nó lúc trong kia hết trơn luôn. Trong đây sâu xong rồi đi qua bên kia. Ở đây sâu lắm. Sâu đi qua kia, kêu cô đó kìa. Trong đó sâu hơn ha chú. Dạ. Đi qua bên kia kìa cô. Trong đó là đây khu vực nhà hàng nè, trung lương cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu như thế này thì tình hình mua bán là cũng rất là chậm trễ nha. Mấy bạn này chắc làm ở đây quá. Rồi bị chết máy luôn hả gì rồi. Mấy em trai với em gái này chắc làm ở trong khu vực nhà hàng này quá. Chừng là buổi sáng là bà con ở đây cũng ảnh hưởng rất là nhiều nha. Thì lại khó khăn. Rồi đậu dưới nước luôn. Đây bên đây là những cái chỗ bà con buôn bán nè.
phía trong cũng ngập luôn, trong nhà hàng ngập luôn. Trời ơi, chỗ vận chuyển hàng hóa của mấy cái địa điểm này là bị lút hết trơn luôn nè. Trời ơi, mấy cái thùng kìa, lút hết trơn luôn. Trời ơi, giờ này nè, Hồng Định đi phía sau kìa, gần tới đầu gối rồi. Tới đầu gối luôn. Gần 5 tắc rồi đó nha. Cái phi kìa, nửa phi luôn kìa Tùng. Ừ, chỗ này ngập sâu nè. Quốc lộ mà tưởng đâu là ở trong khu vực nông thôn. Giống như là mùa lũ quá. Này giống mùa lũ quá ha Hồng Định. Quê mùa nước lũ thiệt luôn rồi. Không biết là cô bữa nay cô chắc ngủ sớm luôn rồi, phải cô thức rồi mình trò chuyện với cô. Bữa nay nước cũng nhiều nè, đặc biệt là ở khu vực này thì nó tới đây thôi nha, đỡ nha. Còn mà dài ở qua con lương bên kia thì đỡ hơn. Khu vực ngoài về hướng Đồng Tháp đâu á thì nó sẽ cạn hơn. Này kiểu này là như cái cô ở đây là không có buôn bán gì được nè. Ồ, trong đó anh trai kia lội ra cái thấy cũng rất là sâu kìa. Xe cách đồ đi lại rất là khó khăn. Cha chị lội ra. Ở đây em thấy có để cái chỗ bà con người ta cúng ha anh trai. Ồ, bữa này sâu quá sâu hả? Ở đây xuống đây là lúc tới mùa luôn rồi nha. Trong mấy cái hộ dân phía trong có bị ngập không anh trai? Sớm chỗ mà sẽ tình tâm. Ngập hết luôn. Ngập hết luôn hả? Đây. Tới khoảng khỏi khu vực dòng xe chút xíu là sẽ hết nước nha cô chú anh chị. Để mình đi lại khu vực nhà của bà cô ở đằng đây thôi. Không biết là đợt này nhiều hơn được rồi hay không. Đợt này ngập nhiều cho bà. Không như đợt Tết á. Vậy hả? Như đợt Tết luôn. Nếu mà như đợt Tết là nhiều lắm á. Đợt Tết là em quay nhiều lắm. Ồ, vậy là đợt chiều cường này là nhiều hơn đợt rồi nha. Nếu mà nếu như con nước theo Tết tới nhà là khoảng 5-6. Năm 6 nha. Còn bữa nay chắc là còn cái còn nữa là khổ nữa tại. Nước này cao hơn hôm qua đúng không? Cao hơn qua ha. Cao hơn hôm qua. Cao hơn qua ha. Thế giới di động nè. Trời ơi, trước kia đi qua đường lộ rồi. Rất là khó khăn nha. Giờ này là 6 giờ sáng rồi. Giờ này là mình nghĩ là đỉnh điểm rồi đó. Chỗ đó là Hồng Định đi lên trên cái bờ lề á. Cái vỉa hè á. Bây giờ khu vực này thì một địa điểm ngập cũng rất là sâu, đó là khu vực khu phố 2. Khu phố 2 là ảnh hưởng rất là nhiều nha. Khu phố 2 là ngập kêu bằng là lút luôn, lút ben luôn á. Giờ này là đỉnh điểm là lên chảnh là nói chung là đi tới Hán á. Xuồng ba lá hả chú? Dạ. Ô từ từ bà hai. Được không, được không? Có cái lỗ hả bà hai? Dạ. Dạ dạ dạ. Đó,
chỗ đây có cái lỗ ha. Dạ. Ơi đi chừng cái lỗ nha. Dạ. Ủa đây không có cái cây cắm hả cô? Dạ. Không sợ là xe đi ngang là nguy hiểm lắm á. Dạ. Trễ ha. Ồ ngoài kia bà Hai đi kìa. Dắt xe đạp kìa. Sợ nhất là vẫn là bị sụp hố nha. Cô đó dẫn xe đạp kìa, tội quá. Lớn tuổi đi qua khu vực này nguy hiểm. Xe chạy nè. Hỏi thăm cô chú ở đây không biết là đợt này như thế nào. Trời ơi trễ. Đợt này là bằng đợt rồi không? Lớn hơn qua hả? Lên trễ quá. Kiểu này là buổi sáng là bán chậm luôn á. Bởi vậy. Ở đây tới 8 giờ là mấy tiếng đồng hồ nữa. Thường thường đó là buổi sáng là bà con bán đắt lắm. Mà giờ này nếu mà ngậm gì nè là xe cộ đâu có ghé được đâu. Ghé lại cũng khó khăn lắm nên là ảnh hưởng tới công việc buôn bán của bà con rất là nhiều á. Khổ à. Khổ luôn á. Là tới 8 giờ mới rút đó vậy. Giờ 4 giờ đứng nước rồi đó anh nhắm nào. Hôm qua là 3 giờ mấy mà tới 6 giờ mà. 3 giờ mấy mà tới 6 giờ sáng chưa rút nữa hả? Vậy là 3 tiếng mấy đồng hồ. Bữa nay là em thấy là lên trễ rồi, giờ này là 4 giờ. 4 giờ mà giờ 6 giờ 2 tiếng mà thấy còn tắm nước đó. À, còn nước quá nhiều luôn. Chạy tới đâu mà giặt đồ ướt lên hết. Đây này cô chú anh chị ơi. Đây là xe tải nước nước. Xe tải đây nha. Đó chạy gì vừa đâu, một cái bắt ra mà. Em thấy cái đợt nước này là chiều cường đợt này là cũng gần bằng đợt Tết luôn á chị. Đợt Tết tới mấy trăng ở ngoài á. Là nhiều hơn nữa hả? Mấy trăng ngoài là lên tới đây rồi nè. Dạ dạ. Chỉ là đầu năm là nó nhiều đúng không? Nhiều, đợt Tết là dữ dằn lắm mà nước linh binh luôn á. Đây là những nhà hàng mà con đánh đồ nó thẳng hết trơn. Đợt này có kinh nghiệm á, mấy cái bản hiệu là cắt hết rồi hả? Thì thường chị lắm, đợt rồi là hai mình với chị là phải khiêng lên. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Nói cô chú anh chị, cô chú anh chị có thể nhìn thấy không? Nước linh binh như thế này luôn nè. Đó, mình quay lại một vòng nữa, mình sẽ kết thúc video này nha. Đó là hiện tại thì tình hình bà con đi lại ở đây phải nói là rất là khó khăn nha. Đây cũng ngập lúc hết trơn luôn nè. Trong những con đường này nè, ngập hết trơn luôn rồi. Clip trước thì mình không có quay vô đây nha. Hôm nay mình đi vô đây xem là trong đây bà con nhà bà con ngập sâu hay không nha. Trời ơi dáng bà con ta trôi lên khởi luôn. Vậy là đây vô hẻm rồi. Ồ, nhà đóng cửa luôn à. Nhà mà đóng cửa vậy luôn. Ngập nước là bó tay luôn. Ồ, Nam Mô Di Đà Phật à. Ngập nguyên cái mộ luôn. Mộ bà con người ta chôn là cao lắm mà còn bị ngập nữa. Đúng là mộ bị ngập luôn. Không có được. Nam Mô Di Đà Phật.
Trong mấy kia thì cũng còn ngập rất là sâu kìa. Rồi đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip nha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau. Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục cập nhật tình hình những địa điểm khác nữa để gửi đến bà con cô bác nha.